Đây là một quý gia chủ sinh năm 2002 sống bên Mỹ có nhờ mình cân chỉnh ban thờ thần tài thổ địa và em liên hệ mình vào ngày 4 tháng 10. Khi đấy em chia sẻ rằng em làm tiệm nai nhưng lượng khách không đều, bị khách bùng hoài và chạy quảng cáo nhưng không đạt hiệu quả. Tình trạng ban thờ của em là hiện tại là đang ở thế trục xung cửa, bài vị nền gương, tượng chưa được điểm cốt thất bảo, bát hương chưa tụ linh khí do bốc sai và không có linh lực. Trên ban thờ thì em đang để các đồ sắc nhọn như là dao kéo phục vụ cho công việc, tạo nên những dòng khí sát trên ban thờ. Bản thân em cảm nhận là mình thờ sai nhưng không biết sai ở đâu và sửa như thế nào. Mình có hướng dẫn em là chuyển thế tọa sang vị trí tụ tài mới trong phòng và yểm lại cốt tượng, bốc lại bát hương và sắp xếp lại bố cục cho ban sao cho phù hợp. Quan trọng nhất là mình hướng dẫn em chuyển hóa nhân khí bản thân. Trước đây em hay bị tiêu cực stress do công việc của hai tiệm không có khách, khách bùng nhiều. Chính những năng lượng âm này đã khiến cho công việc của em ngày càng trì trệ và thờ cũng không cảm ứng được thần tài thổ địa. Hiện nay em đã sửa ban thờ theo như mình hướng dẫn, tâm lý đã thoải mái hơn do hiểu được vấn đề của mình đang mắc ở đâu và ngày nào tiệm cũng có khách, khách thì tip cao. Công việc hai tiệm đều phát triển tốt. Thực sự qua một video thì mình không thể chia sẻ hết được quá trình mình đồng hành và hướng dẫn em ấy như thế nào, nhưng thấy em thay đổi tích cực và mình cũng rất là hạnh phúc và cảm ơn cô gái nhỏ và thiện duyên lành đã kết nối hai chị em mình với nhau và mình vẫn tiếp tục hỗ trợ các gia chủ đang thờ cúng thần tài thổ địa mà chưa linh ứng, chưa cảm ứng được thần tài thổ địa thì hãy kết nối dần với mình nhé. Xin hiểu duyên ạ.